Thưa quý vị, để hạn chế dịch bệnh lây lan, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp tháng 7 và 8 năm 2021 vào cùng một kỳ. Nhận ủy thác chi trả từ cơ quan bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 26.000 đối tượng thụ hưởng với tổng số tiền gần 250 tỷ đồng. Việc chi trả được thực hiện qua hai hình thức là chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM và tiền mặt. Theo kế hoạch, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 và tháng 8 đến ngày 20 tháng 7. Nhằm hướng đến xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, giảm ô nhiễm môi trường, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông khuyến khích các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại trong quá trình hoạt động sản xuất cần tăng cường áp dụng các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Đến nay có 62 mô hình cam kết bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các mô hình phát triển nông nghiệp trang trại, gia trại đã xây dựng quy chế, luôn chấp hành các quy định đảm bảo an toàn trong lao động, không sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, chất thải sản xuất công nghiệp, chất thải sinh hoạt vào các mục đích như sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, giảm khói bụi ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, thành phố Giang Nghĩa luôn tạo điều kiện cho các công ty cơ sở cá nhân nghiên cứu, lai tạo các giống cây trồng vật nuôi, hướng dẫn các hộ dân sản xuất theo hướng an toàn sinh học. Nhờ vậy, các mô hình phát triển ổn định, hiệu quả kinh doanh ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động và người dân trên địa bàn. Nhằm hỗ trợ các nông hộ phát triển dâu tằm trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng vừa có quyết định hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm dâu tằm tơ tại các địa phương trong tỉnh. Cụ thể, với nguồn ngân sách nhà nước gần 3 tỷ 500 triệu đồng, hỗ trợ lần lượt 600 và 700 hộp trứng tằm 3 tuổi cho 50 hộ tham gia liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến, gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Hô Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Riêng ba địa phương Di Linh, Bảo Lộc và Bảo Lâm, ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 70% kinh phí mua giống tằm, 30% kinh phí còn lại do người dân đối ứng. Chuỗi liên kết này hoạt động với 50 hộ tham gia sản xuất trên 18 hectare dâu tằm, mỗi năm nuôi 700 hộp tằm, đạt sản lượng 28 tấn kén. Được biết, nghề trồng dâu nuôi tằm đang đem lại thu nhập ổn định cho nhiều nông hộ tại các địa phương vừa nêu. Lâm Đồng đang có khoảng 9.300 hectare trồng dâu nuôi tằm với sản lượng 2.200 tấn lá dâu mỗi năm, năng suất kén tằm đạt 11.500 tấn. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa thành công đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn. Đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Phòng An ninh mạng chỉ sau vài ngày thành lập đơn vị. Qua tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm quy luật hoạt động và thu thập tài liệu chứng cứ điện tử quan trọng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an huyện Duy Xuyên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thắng thua bằng tiền. Qua đó, bắt 6 đối tượng liên quan, trong đó Huỳnh Ngọc Lễ, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên là đối tượng cầm đầu đường dây. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Ngọc Lễ sử dụng mạng Internet chia 38 tài khoản để giao cho nhiều người đánh bạc với Lễ dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Từ ngày 17 tháng 6 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 4.350 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc thể hiện trong tài khoản là 50 tỷ đồng. Qua đó, Lễ thắng được số tiền 1,1 tỷ đồng. Mặc dù chỉ mới thành lập vào ngày 5 tháng 7, nhưng lực lượng an ninh mạng Công an Quảng Nam đã triệt phá được đường dây đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn. Đây là chiến công đầu đáng biểu dương, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự nói chung và hoạt động an ninh mạng trong thời gian tới. Công an thành phố Buôn Ma Thuột và Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt quả tang hai cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn hoạt động, mặc dù đã ký cam kết dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.
đoàn kiểm tra liên ngành Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hai cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke là Hoa Sữa Niu và Thiên Ngọc ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột đang hoạt động. Mặc dù đây là loại hình kinh doanh chưa được phép hoạt động trở lại để phòng chống dịch COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke Hoa Sữa Niu có hai phòng đang cho khách hát. Còn quán Thiên Ngọc thì có một phòng và sử dụng hai nhân viên nữ mới 16 và 17 tuổi để vào hát cùng với khách. Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động ngay tại thời điểm kiểm tra và đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cơ sở theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, vợ con đau ốm, một mình gây dựng kinh tế tại thị trấn biên giới. Dù gặp nhiều khó khăn vất vả, song ông Lê Văn Hưởng ở khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Với bản tính chịu khó, siêng năng cùng niềm đam mê đặc biệt với công việc làm vườn, người nông dân này đã và đang xây dựng mô hình trồng vườn có nhiều triển vọng, bước đầu đưa gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cách đây hơn 20 năm, ông Lê Văn Hưởng cùng vợ con rời quê hương Hải Lăng lên lập nghiệp tại khóm Đông 9, nay là khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, với công việc chính là làm nương rẫy. Xuất phát điểm với kinh tế khó khăn, sau một thời gian dài tích cóp, ông mua được mảnh đất vườn rộng hơn 2 hectare. Đầu năm 2019, ông bắt tay cải tạo khu vườn để trồng cây, trong đó chọn cây ăn quả làm cây trồng chủ lực. Sau gần 2 năm, đến nay khu đất rộng đã phủ kín bởi những loại cây đem lại hiệu quả kinh tế, gồm 150 gốc mít Thái ngắn ngày, 120 gốc ổi lê Đài Loan, gần 3.000 gốc dứa mật, xoài voi, nam poche, chôm chôm, sầu riêng. Cùng với đó là các loại rau màu ngắn ngày như sả, ớt, bí đỏ, đậu. Thì những cái thuận lợi mà sẵn có thì gia đình chúng tôi cũng là cố gắng để mà trồng các cái loại cây ăn quả phù hợp để mà nói chung lại là phát triển cho tương lai mà cũng có thể sau này cũng phổ biến cho những người ở xung quanh. Vì ở nơi đây có một cái nguồn quỹ đất rất lớn nhưng mà họ chưa nắm bắt được cái cây trồng ở nơi đấy, thì sau này có thể là có cái mô hình của tôi thì có thể nhân rộng ra cho họ. Vườn cây được bố trí xây dựng bài bản với cách thức lấy ngắn nuôi dài, đủ loại cây trái đang thời kỳ cho thu hoạch do ông Hưởng một mình gây dựng mà không thuê nhân công. Để làm được điều này, ông đã tìm tòi tích lũy kinh nghiệm, sau đó là tham gia các lớp tập huấn do các cấp hội nông dân tổ chức trước khi quyết định cải tạo vườn tạp thành vườn cây tổng hợp. Do vườn cây nằm ngay vùng lòng chảo, một bên là khe suối, chất đất và khí hậu lại thuận lợi nên cây trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Trong vườn cây, ông Hưởng đào nhiều mương nhỏ để tiêu thoát nước vào mùa mưa, giữ nước tưới vào mùa khô. Nhờ vậy, khu vườn luôn tươi tốt. Đến nay, vườn cây của ông sau hơn một năm trồng đã bước vào cho thu hoạch và được đánh giá là rất có triển vọng. Hội nông dân thì cũng đánh giá cao về cái mô hình này, thì vừa rồi cũng phát triển rất là tốt. Thì tiếp tục để mà cho tạo điều kiện cho hội nông dân chúng tôi để mà làm cái mô hình cho thật là phát triển, thì chúng tôi sẽ có cái hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật cũng như là nếu có nhu cầu vay vốn vay thì chúng tôi sẽ đề nghị cấp trên hoặc ngân hàng chính sách để mà hỗ trợ vay vốn cho sản xuất để đảm bảo cái cuộc sống cũng như là phát triển lâu dài. Vợ con đau bệnh nặng hơn 10 năm, gia đình ông Lê Văn Hưởng thuộc diện hộ nghèo của thị trấn Lao Bảo, nhưng với tinh thần siêng năng, ham học hỏi, vượt khó vươn lên, đến nay khi kinh tế đã ổn định, gia đình ông đã tự nguyện xin thoát nghèo. Đặc biệt, mô hình kinh tế của gia đình ông Hưởng được các cấp hội đánh giá cao, coi đây là mô hình để những nông dân khác học tập. Bên cạnh đó, hội sẽ luôn sát cánh với gia đình để có những hỗ trợ cần thiết giúp gia đình phát triển bền vững mô hình, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.